Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%, gió Tây Nam cấp 1, cấp 2. Tiếp theo là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh. Tại trạm Cầu Nổi trên sông Dàm Cỏ, độ mặn đo được là 15,5 gam trên lít. Trên sông Dàm Cỏ Đông, độ mặn tại trạm Bến Lức và trạm Xuân Khánh lần lượt là 4,1 gam trên lít và 1 gam trên lít. Còn tại trạm Tân An và trạm Tuyên Nhơn, trên sông Dàm Cỏ Tây, độ mặn được ghi nhận là 4,8 gam trên lít và 0,5 gam trên lít. Theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 4 gam trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 84 km ở sông Dàm Cỏ Tây thuộc địa phận phường 5, phường 6, thành phố Tân An. Ngoài ra, ranh giới độ mặn 4 gam trên lít cũng xâm nhập sâu hơn 67 km ở sông Dàm Cỏ Đông, khu vực thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Cũng theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 1 gam trên lít sẽ xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 98 km ở sông Dàm Cỏ Tây thuộc địa bàn xã Mỹ An của huyện Thủ Thừa. Ngoài ra, thì ranh giới độ mặn 1 gam trên lít cũng xâm nhập sâu hơn 95 km ở sông Dàm Cỏ Đông, khu vực xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa. Thưa quý vị, với tình hình xâm nhập mặn như trên, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo ở khu vực lân cận Cầu Nổi, trên sông Dàm Cỏ, thành phố Tân An và huyện Bến Lức không lấy được nước ngọt kể cả vào lúc chiều thấp. Trên sông Dàm Cỏ Tây, từ thị trấn Thạnh Quá, huyện Thạnh Quá trở lên có khả năng lấy nước vào lúc chiều thấp. Còn trên sông Dàm Cỏ Đông, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ trở lên cũng có khả năng lấy nước vào lúc chiều thấp. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Tây Nam áp cao lục địa hoạt động yếu. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, có xu hướng suy yếu và rút ra phía đông. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, khu vực này ngày mai trời nắng, có nơi nắng nóng, đến chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông quý vị cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 24 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 36 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Ở miền Tây Nam Bộ, ngày mai nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực này. Đến chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông quý vị cũng cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Như thường lệ, cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin dự báo thời tiết tối nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.